chào các cô chú anh chị và các bạn. Gần tới Tết rồi thì Mai đang dự định là sẽ làm một nồi thịt kho cho cả gia đình ha cô chú anh chị. Dù không khéo tay hay làm lắm nhưng mà cũng muốn làm một vài món truyền thống để mình ăn Tết. Ít nhất thì ở nhà mình cũng có một chút xíu không khí Tết chứ ha. Đây cô chú anh chị, cái bình cúc hôm qua Mai mua hôm nay nó tươi rói luôn. Cả nhà nhìn thấy không? Đó, thấy hoa cúc là thấy không khí Tết rồi. Mặc dù là mua by accident, có nghĩa là mua không có nghĩ đến chuyện Tết nhưng mà tự nhiên cái không khí ngập tràn ha. Đây là cây hoa mai của Mai, cũng rất là ngập tràn không khí Tết. Mai sẽ đi mở cửa ra, mở cửa đón nắng rồi cả nhà. Mặc dù là hôm nay là, mặc dù là nó hơi nó cũng hơi, vẫn hơi lạnh nha cả nhà, nhưng mà nắng vẫn đẹp. Sáng giờ mới quên, tại vì có bạn nhân viên của ông xã Mai ở đây á. Nhưng mà Mai lo mày học tiếng Anh trên app. Giờ này Mai cũng siêng lắm cả nhà, mày học tiếng Anh trên app nên là Mai không có mở cửa, quên, để quên luôn á. Đó. Thì nhờ mở cửa vậy mà mọi người thấy không, nhà Mai cũng có không khí nắng ngập tràn ha. Đó. I open the door. I open the door. You open the blinds? Yeah. The blinds? The blinds, yeah. Thôi bây giờ mình luộc thịt cả nha cô chú chị. Thịt Mai cắt ra rồi ha. Khổ tâm lắm. Dù không giỏi nữa công nhân trắng nhưng mà mình là đầu bếp chính trong nhà nên kiểu gì mình cũng phải làm thôi cô chú chị. Đó, thì Mai cho miếng gừng vô cho nó không có hôi ha. Cái này chút xíu gì kiểu nào Mai cũng sẽ rửa lại thôi. Cho miếng gừng, cái nên cho miếng muối không cả nhà, mà cũng không biết nữa. Bởi vì mà cũng nói thật ra là cũng không có giỏi gì lắm đâu, nhưng mà cái khó lót cái khôn, tự mình phải học để mình làm thôi. Cho miếng muối vô nữa nha, luộc cho nó sạch sẽ rồi mình đem đi mình ướp mình kho cả nhà. Hôm nay quyết định là luộc một nồi thiệt là to. Mai thì Mai dùng thịt vịt nạc vai nha, không phải là thịt ba rọi. Cả nhà ơi, bây giờ Mai đi lo làm tấm cám để nhặt mấy cái rau ra. Cô chú chị, cái rau này hôm bữa lâu lắm rồi mà Mai chơi đà với Linh ăn lẩu nè, nhưng mà đâu có hết đâu cả nhà. Nên là hôm nay Mai quyết định lo cái này ra nấu canh. Thực ra thì rau nào Mai cũng đem nấu canh hết đó cả nhà. Dù cô chú chị cũng hỏi Mai, ủa sao em nấu canh với rau salad ngộ quá. Nói là tại vì không phải là cái gì đâu, nhưng mà em có rau gì em nấu cả rau đó thôi, vì ở đây là xa chợ Việt Nam á cô chú anh chị, mình không có mua được cái rau Việt Nam đúng ha, nên mình ăn thớt kệ nó. Mai nghĩ thì rau nào cũng nấu canh được, người ta ăn được mình ăn được mà cả nhà. Mai lặt mấy cái rau mà nó hư úng ra đó, cái nào còn nguyên thì Mai đi nấu canh, giống như tấm cám vậy đó. Tấm cám thì đi nhặt thóc, còn Mai thì nhặt rau úng ha. Cái nào mà hư hư á thì mình bỏ đi. Nhiều quá. Mà nhà Mai thì ít ăn cả nhà. Thấy không, hôm bữa Mai nấu nồi canh mới đem đi đổ xong tức thì. Khổ lắm, canh cái toàn là nấu phải đem đi đổ không à. Mình Mai ăn đâu có hết đâu. Một rổ gì chứ coi lại nó teo quá chút xíu rồi, chắc là Mai sẽ phải nhặt thêm đó, là lấy bên ngoài ra nhặt thêm bỏ vô đây. Tấm cám ha, tấm cám người ta nhặt nhặt gạo, còn Mai thì nhặt rau hư. Chứ bây giờ mà cái này nó cũng còn ngon này cả nhà, nhiều cái lá còn ngon lắm nên mình bỏ đi thì cũng tiếc. Mai thì cái tật kỳ của chú anh chị, bỏ đồ ăn thì rất là tiếc ha. Cái gì bỏ cũng được nhưng mà đồ ăn bỏ thì thấy rất là tiếc. Đó là sự thật đó. Nhưng mà rồi mình cũng phải tập dần dần thói quen. Người ta nói ăn mấy cái đồ cũ nhiều thì cũng bệnh này nọ, thì Mai cũng bỏ chứ mà là không thôi cô chú anh chị. Mai chỉ hâm một lần thôi, còn nếu mà không được nữa thì Mai bỏ đi vậy thôi. Nhưng mà cái đồ nào mà ăn mà còn mang về được thì Mai mang về một lần để Mai hâm.
Còn nếu mà sau cái lần đó mà không ăn nữa thì thôi á, là cho nó lên đường. Tại vì là bị chê rồi đó. Sáng giờ ngồi cứ gật gà gật gù. Cô chú chị Mai muốn đi nhuộm tóc nhưng mà tóc Mai nó cũng ra bạc nhiều rồi. Nhưng mà lười. Hôm qua mới xuống gần chợ Việt Nam xong, hôm nay xuống khu Việt Nam. Thôi cái này đổi đi. Dạ cái khác. Đây. Mai ra ngoài kia vẫn còn một bịch rau. Có bịch này có vẻ còn ngon lành cả nha. Bịch này có vẻ ít hơi. Tươi quá. Có vẻ là nó đủ lạnh á cả nhà, nó tươi. Bịch này tươi lắm cả nhà. Mai trong tuần một người. Bịch này nó khô hơn, nó tươi hơn. Thôi được rồi. Nó sắp sôi rồi. Nồi thịt này là ăn không biết bao nhiêu, bao lâu cho nó hết. Chắc là chút xíu mày phải lấy cái nồi thiệt là bự. Mày luộc. Mày nấu mày kho chứ phải mày luộc. Đây cô chú anh chị. Mày luộc sôi rồi đây nè. Bây giờ đem ra rửa thôi. Sạch sẽ rồi cô chú anh chị ha. Sạch rồi đó. Đây cô chú anh chị, Mai bắt đầu đi ướp thịt. Tiêu. Tiêu này là Mai ướp á. Tùy ý ha. Dạ Mai không có ăn nhiều tiêu, chỉ qua là để cho xíu cho nó thơm ha. Cái này cũng là trên mạng của chú anh chị. Mai tìm được cái công thức nào thì Mai lấy ha. Đó, ông xã Mai bị scammer gọi, thế là ổng la làng cho kia kìa. Một muỗng bột nêm. Rồi. Bột ngọt. Nước mắm đây. Mai cũng chưa có ướp hết đâu, bây giờ mình chỉ ướp theo sơ sơ thôi ha. Nước tương. Không biết sao cái công thức này nó có nước tương nữa nha. Nước màu này cả nhà. Từ ngày có nước màu này, lúc nào cũng khỏi cần phải thay. Thôi bây giờ Mai kho thịt trước. Để cái thịt này nó kho lâu lắm.
nước dừa này cả nha. Nó sợ là nó phải cháy cái chảo nên thôi mày đổ nước dừa vô đi. Lúc nãy mình ướp xong rồi mình kho sơ, mình hẳn đổ nước dừa vô. Nhưng mà mày thấy cô chú chị biết sao không? Mày nghe cái mồi nó khen khét cái chảo, cái nồi này. Nên thôi mày đổ nước dừa vô. Mày làm theo kiểu mai thôi cả nhà ơi. Thiệt sự không biết ra có ngon không. Mỗi lần là mỗi kiểu ha. Đầu bếp này gọi là phong độ không được ổn định. Đó, một lon nước dừa là mày chỉ không đủ đâu. Mày cho thêm một lon một chai nữa. Cho nó ngập thịt. Mà sẽ cho một củ hành tây nè, cắt ra làm bốn nè cô chú anh chị, nhưng mà nó vẫn còn dính ha. Cho vô cho nó thơm. Mày nghĩ vậy đó, tại vì mình cho hành tím vô cũng giống như hành tây vậy thôi. Nên là tự chế. Mày sẽ đi bỏ hành tỏi vô chổng cô chú anh chị. Mọi người sẽ đánh nhỏ này nó ngộ ha. Nó kho rồi nó mới bỏ hành vô. Bỏ vô đây, bỏ trong cái rọ này, tại vì mày không có muốn rớt ra bên ngoài á cô chú anh chị. Nó giống như là nó bị đục cái nước, nó lặn cặn cái nước. Thấy trên mạng á, có nhiều bạn á, thịt kho á, mà để cái hồi với quế thì vô cũng thơm á. Mày cũng bắt trước cả nha. Đấy. Bắt trước. Trước thử coi sao, thơm không? Đổ thêm cái này luôn. Rồi. Cho nó vô trong nước này. Bây giờ sôi rồi, nhỏ lửa đi để hớt bọt cả nhà. Đây cô chú anh chị, là thịt của Mai thì Mai để cho nó liu riu, Mai đậy nắp lại ha, để cái kho nó liu riu vậy đi. Trời ơi, nó rất là gọi là trong và thơm luôn cả nhà. Mình để một chút xíu ha, hồi hô ghế vô á, nó thơm dữ lắm. Ta to lên chút xíu, hơi nhỏ quá. Ok. Bây giờ Mai sẽ đi luộc trứng nè cả nhà. Trong thời gian mình kho thịt. Trứng cút này bữa hôm nay mua Costco đó, cô chú chị có thấy video Mai đi mua Costco đó thì thấy ha. Mai không ngờ là Costco cũng có bán trứng cút nữa. Trứng cút bên này thì nó hơi mắc một chút xíu ha cả nhà. Nó có hai vị như thế này mà 8 đồng, Costco bán trứng rất là rẻ hơn ngoài chợ Việt Nam của mình đó. Mai thì thích ăn trứng cút lắm, tại vì nó vừa đủ ha, thấm cái chút cả nha.
nhưng mà mình vẫn kho một ít trứng gà để nó đúng là cái Tết của mình. Mình sẽ kho trứng cút nhiều hơn. Trứng cút này thì có cái là lột hơi mệt. Chút xíu mình chín rồi lột hơi mệt. Cái này mà là bánh tráng ha cô chú chị ha. Bánh tráng trộn. 1 2 3 9 10. Đó. 20 trứng cút với 10 cái hột gà đi. Cũng hơi nhiều á, mà hãy kệ. Bây giờ Mai tới cắt cái thịt này nhỏ ra, và chính vì Mai cũng có chừa một chút thịt á, để chút xíu Mai nấu canh. Đơn giản, đơn giản. Ngày mai thì Mai chỉ cần 2 món canh với mặn là đủ rồi, không có cần nhiều đâu. Bày vẽ ra cho nhiều vô có ai ăn đâu cả nhà. Cắt mấy cái cục mỡ này đi nha. Đã nói là sắp đi Úc rồi, muốn đi mua cái gì đó mà cũng lười quá. Thật ra cũng chả biết mua cái gì, tại vì thật ra bên Úc nó cũng giống như bên Mỹ ha, nó cũng có thiếu gì đâu mà mua. Cái này mỡ này nó dần nhòn dai dai nhưng mà thôi, giục cả nhà ơi. Ăn mỡ nhiều không có tốt đâu. Hồi xưa thì thích ăn mỡ ha, bây giờ là ai cũng sợ mỡ hết đó cô chú anh chị. Coi cô chú anh chị thấy không, mỡ nó đã đi hết rồi. Cục thịt nạc này ra chút là đủ nấu canh rồi đó. Mày nghĩ là băm xay là đủ rồi. Từ ngày mà nhà mày có cái máy xay ở trên Amazon công nhận nó tiện. Nhỏ nó gọn nó vừa đủ ha. Cái thịt nạc vai của chính chị nó có gân gân vừa phải, nó giòn giòn mà thích ăn lắm. Còn cái ông ba rọi á, trời ơi nó mỡ ơi, nó ngán. Cái cục này nè, cái cục thì coi bộ kho lên cũng ngon vậy, nó dai dai á, nhưng mà thôi khi mình nấu canh thì dục đi. Đây vậy nè cô chú anh chị, được một mớ rồi ha. Mình sẽ cắt luôn miếng hành này lên, chút xíu xay luôn củ hành này cho nó thơm. Đây hành, khỏi quết cô chú nhị, mà để cho thế luôn mà khỏi quết. Rồi nè xíu thôi, người lười nấu ăn là vậy đó. Cả nhà thấy không, hành tỏi gì nước mắm gì bột nêm gì nó trộn lên đều hết rồi, chút xíu là dít là bỏ vô trong canh thôi. Rất là lười.
Trời ơi, vậy mà người lười còn quên một miếng đó là tiêu. Nãy người lười mà bỏ tiêu vô trong cái cối đó là người lười đâu cần phải trộn lên nữa ha. Rồi, trộn lên. Thơm ngon. Đây, trứng cút của Mai thì được rồi, mà trứng gà thì chưa chín. Trứng cút nó nhỏ, nó chín trước ha. Coi tôi làm xiếc, cô chú anh chị coi Mai làm xiếc nè. Gắp trứng cút bằng cái bằng cái đôi đũa mới ghê chứ. Cô chú anh chị lớn tuổi nó nhỏ thì thiệt mệt ghê á. Mà người ta nói là cái nào mà gắp cái đôi đũa dùng có một đôi đũa tre mà gắp, nếu mà mình gắp được cái chín là cái chín tỏ là nó chín rồi đó cả nhà. Good job. Mai thì đi hâm gà cho ông xã, Mai không đói bụng sáng đến giờ. Bye baby. Bye. Put back in my cage. Bye. Đó, thấy chưa? Có mấy cái trứng cút cũng bể ra rồi đó. Chơi trò này với Mai nha, kiên nhẫn của chú anh chị, phải kiên nhẫn, thật sự kiên nhẫn nha. Mình chơi trò là gấp từng quả trứng, đây là trò chơi mới. Vừa nấu ăn, vừa chơi game nha cả nhà. Đây. Còn một trái trứng cút nữa thôi, mà không gấp được làm sao. Đây, yeah. Trứng cút đã xong, giờ tới trứng gà. Đây cũng xong rồi nè, gắp được là chín rồi đó. Mai quyết định là dùng trái trứng gà này nứt luôn rồi nè cả nhà, mà sao lắp gắp không được. Được rồi. Còn ba trái nữa, chờ đợi coi Mai có gấp được không thôi nha. Tắt bếp. Yeah, xong rồi, xong hết trứng rồi cả nhà. Mai đã luộc sạch sẽ rồi để cho trứng nó nguội hoàn toàn. Bây giờ mà bóc hết một đống trứng này á, hơi đuối. Không sao, có công mài sắt có ngày lên xà beng. Ây dạ, cô chú anh chị, cái trứng cút nó hay bị một bên thì quá. Cũng ngon nhưng mà nó lỡ vị rồi. Thôi, bây giờ tới cái màn bóc trứng cút này thì Mai không có chơi game với mọi người nữa. Mai để cho mọi người thư giãn nha. Chứ mà cô chú anh chị mà chơi game với Mai nữa chắc mọi người cũng nghỉ coi kênh Mai luôn. Nói nhỏ này nó khùng quá. Mai bóc xong đi rồi Mai quay trở lại ha. A few minutes later. Trời ơi, sau một hồi vật vã Mai cũng đã lột xong hết một mớ trứng nè, cô chú anh chị thấy không? Thiệt hại, nói chung là cũng hết 5 cái trứng cút, tại vì nó dễ bể quá nên là Mai nó bể ra thì Mai bỏ vô miệng Mai luôn. Bây giờ thì Mai sẽ bắt đầu bỏ trứng vô trong thịt nè. Chú anh chị thấy không? Thịt của Mai cái màu cũng đẹp ha. Rồi bây giờ mày vớt mấy cái Okay, good. Talk to you later. Good job. Bye-bye. Vớt mấy cái hành ra. Hành tây nè. Cái này là mình lấy mùi thơm thôi cả nhà. Rất là thơm ha.
Rồi. Mai cũng vớt luôn cái bịch này ra. Nhà ai không có thì để vô trong cái bịch cột lại cũng được ha. Ấy da, cái bịch vải á cả nhà. Bịch vải nó phở. Rồi. Bây giờ thì Mai sẽ bỏ trứng vô nè cả nha. Trời ơi cái nước này cũng ngon hen cả nhà ha. Cô chú anh chị, cái màu nó lên cũng hơi đẹp vậy đó. Cũng phải đua đòi nấu cho bằng được nồi thịt kho trứng ha. Ăn Tết với người ta chứ. Trời ơi, cái trứng cút này nó bóc lâu dễ sợ luôn. Rồi. Tiếp tục nấu thôi. Cũng ngon lành rồi đó. Mình sẽ tiếp tục mày nấu ha. Nấu khi nào mà cái trứng này nó thấm vô chút xíu thì thôi. Tới bây giờ thì mày bắt đầu mày nêm lại cái nước thịt của mày. Chút xíu. Nêm chút xíu nữa tại mày thấy nó hơi lạc nhiều quá. Nếu mà lạc ít thì để một chút xíu nó rút nước cũng được, nhưng mà nó hơi lạc nhiều á cô chú anh chị. Nước thịt rất là thơm luôn. Trời ơi Mai thật là quá ưng cái nước thịt này. Bây giờ Mai biết rồi, khi nào mà Mai kho thịt kho trứng Mai sẽ bỏ thêm một chút hồi quế vô. Rồi mấy cái hạt tiêu, mấy cái hạt thần thảo quả này nọ ha. Thơm lắm cả nhà. Công nhận nó thơm khác biệt ha. Hồi xưa thì Mai không có để, nhưng mà bây giờ Mai để thử cho thì Mai thấy nó rất là thơm, rất là ngon. Để chút xíu nữa khi nào nó gần cạn thì mình nêm lại. Ê, bây giờ Mai cũng đi bắt nồi nước để chuẩn bị. Ôi da, Mai bắt nồi nước để chuẩn bị nấu canh cả nhà. Tay chân lọng cộng đá tới đá lui. Thịt kho, canh cải. Ở đây xa chợ Việt Nam nên không có canh khổ qua. Thôi mình ăn tạm canh cải salad đi. Có gì ăn đó cô chú anh chị ha. Đây là nồi canh của Mai này. Mai đang chờ nước sôi của chú anh chị. Nước thịt vậy nè cả nhà. Sôi rồi. Mai thì không có, giờ là không thích xào nữa rồi cả nhà. Giờ tôi thích thả vô vậy thôi đó. Để làm thịt bằm ha. Bằm thì mà xả vô vậy thôi đó. Xào lên giờ nhiều mỡ quá. Bác sĩ nói xong cái là sợ liền. Cũng phải thay đổi cái thói quen nấu ăn chứ, cũng biết sợ chứ cả nhà ha. Không sợ ít thì không sợ nhiều thì cũng phải sợ ít chứ. Xong rồi đó anh chị, năm ai nghĩ là một cái nồi canh mà bao nhiêu đi thịt là cũng đủ rồi ha. Thiệt sự đủ ngọt nước rồi đó. Lục nêm, nước mắm, nước mắm, hớt bọt cả cả nhà. Nấu cơm gia đình cũng mệt ha. Cái nồi thịt kho này Mai kho lâu lắm cả nhà ơi. Sắp xong rồi đó, thịt kho của Mai sắp xong, canh của Mai cũng sắp xong luôn rồi. Này là vừa đúng lúc luôn ha. Kịp lúc luôn. Thịt cũng nổi lên hết rồi, vớt bọt tiếp. Rồi.
thấy không? Thịt bằm à. Thả rau vô nha. Mai thì thích ăn nhiều rau lắm nên thành ra là hả, cứ thả rau vô đi, Mai sẽ ăn hết. Không có lo cả nhà. Rồi, cái rau này nó chín nhanh lắm nên là Mai tắt bếp là vừa rồi đó cô chú anh chị ha. Đó, cô chú anh chị thấy không? Mai cũng có nồi canh thịt bằm thiệt là ngon rồi đó. Canh thịt bằm thịt kho trứng. Chút xíu nữa Mai thả mấy trái ớt trên bề mặt cho nó đẹp đẹp một chút, cho nó sắc sắc một chút ha. Wow, Mai nghĩ là ok chứ anh chị ha. Thắt mấy trái ớt vô nữa cho nó xanh đỏ, cho nó đẹp thôi, chứ còn thực ra thì ớt thì cũng không có ăn gì lắm đâu. Rồi vậy là Mai đã có nồi thịt kho ăn Tết rồi, cô chú anh chị thấy không? Thịt kho của Mai đây, mọi người thấy cũng hấp dẫn, đâu có kém ai đâu ha. Màu cũng đẹp nè. Rồi có nồi canh thịt bằm. Nồi thịt kho đơn giản vậy mà cũng hết cả buổi của Mai đó cô chú anh chị. Mai đứng từ trưa tới chiều mới xong cái nồi thịt kho này ha. À, cảm ơn các cô chú anh chị đã cùng vào bếp nấu món thịt kho tàu để ăn Tết chung với Mai ngày hôm nay. Hy vọng là cả nhà yêu thích video này. Đừng có nói là Mai lười nữa nha, Mai cũng lười nhưng mà lười vừa vừa. Mai cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.